Anh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Trần Lăng thân mến. Mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 166 của bộ truyện Dài Tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mời sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Ngược Về Minh Triều, tập 166 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bây giờ nó đến việc kê biên tài sản của Dương Lăng. Tư khố quan niệm giống nhau, thư ký bên cạnh ghi chép cũng giống nhau. Hôm nay tốc độ kê biên tài sản rõ ràng nhanh hơn một bậc. Càng về sau, tài sản châu báu được kê biên cũng càng đắt tiền. Châu báu hôm nay lấy ra hình như đều là vật quý mà ảm phủ đã tích góp những năm này. Dương Lăng mặc dù không hiểu về báu vật, thế nhưng trong lòng cũng có chút cảm giác. Ảm Đông Thần trưởng quản tăng phạt khố, mà tăng phạt khố là nơi khi hoàng gia kê biên gia sản của quan phạm tội, đem một ít vật vô cùng quý giá, không dễ xử lý đến cất chứa quản lý. Ảm Đông Thần từ trong trang sức châu báu của những quan viên này lại lần nữa chọn lựa, đem một vài châu báu cực phẩm trộm về nhà. Cho nên, châu báu của hắn cái nào cái nấy đều là thượng phẩm. Trong số những châu báu được xưng chân phẩm đấy, đã không thua kém vật ngự dụng của hoàng gia rồi. Trước mặt Dương Lăng là một bộ trang sức khoảng kim 12 chiếc, chia làm kim châm, dấu tóc mai, kim tâm, phân tâm, đỉnh châm, buộc tóc, bên trên lại được khảm, có các màu đỏ, ngọc bích, ánh sáng tươi đẹp, chiếu sáng rạng rỡ. Chế tác cực kỳ tinh diệu, có thể nói là tinh phẩm. Đây đích thực là tinh phẩm, chỉ là riêng trọng lượng tịnh vàng đã hơn 2 cân. Tuy nói quý phi ra ngoài trên đầu đều mang tóc giả, thế nhưng trang sức nặng như vậy nếu đội ở trên đầu thì sẽ thế nào đây? Dương Lăng nghĩ mà nhẹ nhàng lắc đầu. Quan lớn nhỏ các huyện trấn Bá Châu quỳ đầy đất, nhìn thấy quốc công gia lắc đầu cũng không biết là không đáp ứng thỉnh cầu của Phan Chi Châu. Vẫn là chẳng đáng cho bộ trang sức vàng quý giá vương phi đeo cũng không hiển thị đắt tiền. Hai bên lặng lẽ quan sát, hơi có chút một hồi xôn xao. Hiện giờ là tường đổ, mọi người đẩy thêm. Tường trưng trung chắn gió đổ rồi, chẳng những đổ, hơn nữa rất có thể sẽ tai họa người khác. Vì thế những tên thường lệnh bợ ông ta cũng không kịp thể hiện rõ lập trường, tranh nhau bước lên trước để thể hiện lòng trung thành của bản thân. Sớ của bọn họ đều viết giọng điệu truyền cảm, cuốn hút, đối trận tinh tế, chọn từ đặt câu hết sức hoa lệ. Trưng trung là như thế nào phát rồ, bọn họ làm quan địa phương lại làm như thế nào lấy đại cục làm trọng, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ra sao. Viết toàn là than thở, khóc lóc, dốc hết tâm huyết, quả thực đều có thể làm trung thần thanh quan cho hậu thế. Đáng tiếc bọn họ đốt đèn nấu dầu viết ra văn chương gấm vóc, vị quốc công gia dường như căn bản là không có hứng thú. Một chồng tấu trần dài như vậy, hắn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Phan Chi Châu vẫn dõng dạc nói: "Quốc công gia, ngài là người theo hoàng thượng, lại là khâm sai. Việc này liên quan đến trấn thủ Trưng Trung Bá Châu, ta và người khác chỉ xin sự giúp đỡ từ ngài mới có thể phản ánh với triều đình." Dương Lăng thở dài, buông châm cài tóc kim phượng nói: "Phan đại nhân, chuyện này các ngươi có thể trực tiếp trình lên hoàng thượng. Bổn quốc công lần này đi Bá Châu lại không phải là tra xét quản lý, nếu ra mặt quản lý việc này không hợp đạo lý đâu." Phan Mạch Ly vội vàng hỏi: "Quốc công gia, chuyện này cũng chỉ có ngài có thể quản được thôi. Trương Trung là công công ti lễ giám gia, quyền cao chức trọng, gã ở Bá Châu tắc ngoài tắc quái. Bọn ta phẫn nộ, thế nhưng không dám nói kìa. Hiện giờ Trương Trung tuy đã chết rồi, thế nhưng không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Những quan lớn như hạt đậu phạt vừng như bọn ta thì có thể làm gì được đây? Quốc công gia nếu như chịu ra mặt chủ trì đại cục mới có thể tố giác tội ác của Trương Trung được." Dương Lăng thở dài một hơi cười nói: "Sao, xem mặt Phật sao? Là pho tượng Phật nào vậy? Các ngươi không cần che giấu, ta biết ngờ các ngươi sợ là ai rồi. Bổn quốc công đương nhiên không sợ y, nhưng nếu Trương Trung là người của y, vậy cho dù chết rồi cũng không phải dễ dàng lật lại như vậy đâu. Trong quan trường, đạo lý một người vinh cả đám cùng vinh, một người tổn hại cả đám tổn hại. Các ngươi hiểu điều này chứ?" Dạ, hạ quan hiểu, hạ quan hiểu." Câu cửa miệng này vừa thốt ra, mọi người liền biết là con rối chi huyện Kiều đại lão gia mở miệng.
Quả nhiên, thân mình của Kiều Ngư Thụ mập mạp ủi đến đằng trước, cười lệnh mà nói: Cũng bởi vì như vậy, hạ quan và một đám đồng liêu mới nghĩ tới quốc công gia ngày đấy. Quốc công gia yêu dân như con, ghét ác như cù. Quốc công gia cho dù không nghĩ cho chúng ta, vì vô số dân chúng chịu khổ bá châu, cũng sẽ không quanh tay mà đứng nhìn, bỏ mặc đâu. Bọn ta tin tưởng, chỉ có sự chiếu cố của quốc công gia ngày mới có thể giữ được mây khuất trăng sáng tỏ, để chân tướng phơi bày rõ ràng khắp thiên hạ. Con rối chi huyện Kiều Ngư Thụ luôn luôn tôn sùng cái gì mà cẩn thận, rồi thì rất chú ý. Một lời đủ tổn thương thiên địa, và một chuyện phúc đủ quyết định cả đời. Một chữ quang vinh suy yếu, một chữ chỉ trích nặng nề. Mà hiện tại, chuyện dân chúng biến loạn Bá Châu lại có quan hệ mật thiết với y. Sự việc liên quan mật thiết đến an nguy của bản thân. Đầu óc không ngờ cũng kiếm được cách giải quyết. Chúng quan viên vừa nghe, cùng kêu lên tâng bốc. Đúng vậy, quốc công gia là Dương Thanh Thiên, thiên hạ đều biết cả. Quốc công gia yêu dân như con, ghét ác như thù, cương trực công chính, trung trinh một lòng. Dương quốc công, mình đồng gia sắt, tâm sáng như gương, một thân chính khí, thanh liêm, thiên bạch ngọc trụ của đại minh ta, là cái trụ vàng. Quốc công gia, ngửa mặt không hổ với trời, cúi xuống không hổ với đất, lòng dạ trong sáng, hiền ngang lẫm liệt, giúp đỡ chính nghĩa, trừ bạo an dân. Dâng. Dương Lăng bị đám này lĩnh hót, lấy được cả người nổi da gà, thật sự ăn không tiêu. Hắn vỗ vỗ đống sớ cao nửa người kia nói: Không phải bổn quốc công không chịu vì dân cứu giúp, mà là về phải có chứng cứ rõ ràng. Nếu như không, bổn quốc công liếu lấy một trấn thủ thái giám đã chết không tha, khó tránh khỏi bị người ta cho rằng thêu dệt tội danh, có mưu đồ khác kìa. Cho nên mấy thứ các ngươi viết này, chịu ép bức như thế nào, bị trưng trung áp bách ra sao, làm trái lương tâm nghe lệnh ông ta, rồi thì tâm lo triều đình như thế nào, những lời lo bách tính này sẽ không cần viết cho bổn quốc công ta xem đâu. Ta biết các ngươi là chịu bức bất đắc dĩ thôi, nhưng phải trình lên cho hoàng thượng, muốn người khiến các ngươi lo lắng câm miệng, phải có chứng cứ xác thực kìa. Ta muốn chứng cứ, có hiểu không? Thời cơ, địa điểm, những người nào? Trương Trung hạ mệnh lệnh gì? Đã làm gì xảo trá với vết tài sản? Hành động ước kiếp lương thiện, khổ chủ là ai? Hiện tại ở nơi nào? Cái bổn quốc công cần chính là chỗ này, một chút tệ trạng thực sự kìa. Các ngươi đều là quan phủ mẫu một phương, vụ án đều thẩm phán cả rồi. Đơn kiện cũng xem qua rồi chứ. Đem những sớ thể hiện lòng trung thành bề ngoài này về đi, các ngươi coi như là viết đơn kiện cho bổn quốc công là được. Ta muốn chứng cứ rõ ràng, các ngươi hiểu không? Tỳ chức hiểu, tỳ chức hiểu. Chúng quan viên cùng hô vang ứng thuận. Chị chậm nửa nhịp sau, chỉ nghe một thanh âm lên tiếng: Hạ quan hiểu. Dương Lăng hài lòng gật gật đầu, chợt thoáng nhìn một đôi vòng tay vô cùng bắt mắt, thuận tay lấy lại nhìn. Vòng tay là chế tạo từ mã não, màu đỏ trong sáng, vô cùng đáng yêu. Phan Mạch Ly vội vàng hỏi: Quốc công gia, đây đối với vòng tay mã não cũng là một loại cực phẩm. Mã não lại là hồng ngọc, quỳnh ngọc, xích ngọc, lấy màu đỏ làm chính tông. Trong hàng châu báu có cách nói: mã não không đỏ, một đời nghèo. Ngài xem, đôi vòng tay này trông vẻ tươi đẹp, có nét thanh tĩnh mà đẹp đẽ kết hợp, cảm xúc ấm áp mềm mại, giống như điển mỹ ngọc từ trong ra ngoài, trong suốt tuyệt mỹ vậy. Đeo trắng đẹp tự nhiên, lại tăng thêm sắc màu đẹp nha. Trong lòng của Dương Lăng vừa động, công chúa Vĩnh Phúc tính tình điềm đạm, mặc dù danh cao quý là ngựa muội thiên tử, cách ăn mặc trang điểm cũng không phô trương. Làm ni cô tuy là để tóc tu hành, trang sức trong cung lại không thể đeo được. Cái vòng tay mã não này thật ra rất thích hợp với tướng mạo khí chất của nàng. Ngoài ra, chiếc vòng mã não ngọc tròn sáng này, nếu như nghiêm khắc nói nó là vòng lần chàng hạt, cũng có thể chấp nhận. Tặng nó cho công chúa Vĩnh Phúc, nàng nhất định là rất thích. Hơn nữa, lại danh chính ngôn thuận. Dương Lăng nghĩ đến đây, thuận tay đưa vòng tay cất vào trong tay áo, hướng tới người thư ký gật gật đầu nói: Chuỗi hạt này không cần ghi đâu. Phan Mạch Lê thấy quốc công ngay trước mặt y lấy chuỗi ngọc, tuy không phải là vật vô cùng đắt tiền, ít nhất nói rõ như thế này là không coi những người này của mình là người ngoài. Phan Chi Châu trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi: Chà chà, nhất định sắc xuân phiền lòng đến, hoa rơi đầy đất đỏ vài khoang. Rơi đỏ đầy đất, sắc xuân phiền lòng. Hải đường trải qua vũ son, đó là thừa nhận ngọc châu đỏ này rồi. Quốc công gia có con mắt rất tốt à? Sao? Rơi đỏ đầy đất nữa? Vị Phan Chi Châu này làm sao nói cái gì cũng có thể nhắc đến chuyện liên quan đến tà dâm vậy? Dương Lăng nhéo mắt liếc đi một cái, đã thấy Phan Mạch Ly nghiêm trang, không khỏi thầm kêu một tiếng hổ thẹn.
lần này hóa ra là ta nghĩ sai rồi. Hành dinh Khâm Sai nơi ở của Dương Lăng. Độc viện của Dương Lăng có phòng trái phải, được một bờ tường thấp ngăn cách, trung gian có một cửa hình trăng. Phòng bên trái là phòng ngủ của thân quân tùy tùng vệ thống lĩnh Tống Tiểu Ái. Bởi vì nàng là nữ nhân cho nên chỗ này trong phủ quan binh đều phải tránh xa. Dương Lăng trở lại hành dinh cũng không có vào phòng mình. Hắn lại rẽ phía bên trái đi đến chỗ của Tống Tiểu Ái ở. Ngoài cửa hình trăng có hai tên thị vệ đeo đao đang gác ở đấy. Tiểu viện bên trong cũng không có người. Dương Lăng khoát tay, lệnh cho vài thân binh đợi ở bên ngoài, còn hắn chỉ dẫn theo đại bồng chùy đi thẳng vào trong. Vừa mới mở cửa, vốn là trong tiểu lâu của nữ nhân lại là bốn thị vệ đeo đao hộ vệ nghiêm nghị đứng ở trong cột trụ hành lang. Dương Lăng cũng không đáp lời, ngựa quen đường cũ thẳng lên lầu 2, đi đến trước một gian phòng ngủ nhẹ nhàng mà đẩy. Bên trong nghe tiếng, lập tức hai thị vệ liền đón tiếp, thấy Dương Lăng tới vội vàng chắp tay mà nói: "Quốc công." Dương Lăng gật đầu, ngẩng đầu nhìn vào trong. Đây là một gian phòng khách bình thường, phân buồng trong và ngoài, chỉ là hiện tại cửa sổ đều đã bị người đóng đinh từ bên trong. Bên trong phòng tĩnh lặng, trên giường có một người đang nằm nghiêng người hướng vào trong ngủ. Lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, hóa ra là Tống Tiểu Ái được báo, vội vàng chạy đến. Dương Lăng hơi hơi vuốt cằm, sau đó thả nhẹ bước chân đi vào phòng, bước đi thong thả đến bên giường, lặng lặng đứng thẳng một lát, cười suy nói: "Công công ung dung bình tĩnh, rất có phong độ đại tướng, vẫn còn ăn được ngủ được, khâm phục khâm phục." Trên giường người nọ hô một tiếng rồi một chút ngồi dậy, cười lạnh nói: "Đã vào nhà quốc công ra, ta còn có gì phải sợ đây, đương nhiên ăn được ngủ ngon." Gã xây dịch đến bên giường tức giận đứng lên mà nói: "Quốc công gia, ta ở trước mặt ngài tuy rằng thân phận thấp kém, có điều hiện nay là trấn thủ Bá Châu, quốc công gia đem chúng ta lén mà bắt lại giam giữ tại đây, rốt cuộc có dụng ý gì đây? Ngươi đường đường tuy là quốc công, tự ý động hình phạt riêng, giam Khâm Sai trấn thủ, đó là tội chết khó thoát kìa." Dương Lăng khẽ mỉm cười, quay người ngồi xuống bàn bên cạnh nói: "Sao, đem ngươi nhốt trong quân doanh 2 ngày, vốn tưởng rằng sự nóng giận này cũng sẽ tiêu tan đi, không ai ngờ vẫn kiêu ngạo như vậy ư? Không tệ, ngươi là trấn thủ Bá Châu, quan Bá Châu đều ở trong tay ngươi cả, có thể nói quyền cao chức trọng. Tuy nhiên, nếu không như vậy, ta vẫn lười động tới ngươi." "Sao, vì sao bắt ngươi ư? Trương công công, chả nhẽ một chút cũng không đoán ra được sao?" Trương Trung vừa nghe đến đây, da mặt không khỏi căng thẳng. Ngày ấy, Giang Đại Du Kích tự xưng là một mình địch vạn người, khi tới cửa dưới lầu, dáng vẻ thì bệ nghệ, kiêu ngạo, giống như sự ngang ngược của một con cua đực vậy. Thật không ngờ, một viên gạch ném ra, y liền sợ tới mức chạy trối chết. Trương Trung ngồi trên lưng ngựa cũng tức giận tới mức muốn mắng mẹ nó bà nó. Cũng may Giang Bân tuy rằng chạy thoát, lại không bỏ ông ta lại, mang theo ông ta một đường chạy như điên, cuối cùng thoát khỏi dân chúng, điên cuồng. Trong lòng Trương Trung rộng lượng, đang muốn phong quan, hứa hẹn khen thưởng, nhưng vẫn chưa xong. Ót sau liền bị đánh một cái đau điếng, khi tỉnh lại thì đã bị nhốt trong quân doanh. Bất kể là hắn chỉ bới như thế nào, quan binh trông coi chỉ là giả câm giả điếc, không một lời đáp trả. Trương Trung giống lên 2 ngày, cũng mệt mỏi không có sức lực, nhưng trong lòng mãi vẫn không đoán ra được, Du Kích tướng quân mới đến này, rốt cuộc có dụng ý gì. Mãi đến đêm qua lại bị người bí mật đưa đến chỗ ở của Dương Lăng. Nhìn thấy vị nữ tướng quân từ trước đến nay như hình với bóng của Dương Lăng, Trương Trung mới bừng tỉnh ngộ, biết là đã trúng kế của người ta. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng nghênh ngang đến trước bàn, ngồi bên cạnh Dương Lăng, ngượng nghịu cầm lấy cái chén tự rót trà cho mình, cười dài mà nói: "Quốc công gia, ngài không phải là vì đối phó với Lưu Cẩn công công ấy chứ? Muốn chị ta để đối phó với Lưu công công sao? Chà 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 chà. Quốc công gia, cho dù ta có cái gì thì nói cái đó, ngài cảm thấy ngài có khả năng hay sao?" "À, đương nhiên là không thể. Nhiều lắm xem như dùng người không tốt mà thôi. Những chuyện khác Lưu Cần đầy lục nhị ngũ, bổn quốc công cũng không làm gì được y kìa." Trương Trung phát ra một trận cười to điên cuồng: "Quốc công gia, ngài nói đúng phân nửa. Ngài không làm gì được Lưu công công thì có thể làm gì được ta đây? Muốn chị ta tội danh gì chứ? Dân chúng Bá Châu biến loạn, đó là điêu dân kích động. Huyện lệnh của an chỉ hạ không nghiêm, bổn chấn phủ phụng chỉ thu thuế, vì triều đình không lưng tận tụy, có tội gì đây?" Nói đoạn, hắn ta phe phẩy hai chân bắt chéo lên, dương dương đắc ý mà nói: "Sao, muốn làm cái chấn thủ này của ta, dù sao cũng phải có nhân chứng vật chứng kìa. Quốc công gia, quan huyện không bằng hiện quán, khi ta còn ở đó, trên dưới Bá Châu ngài cũng tìm không thấy một chút sơ hở, một cơ hội nào. Lưu công công mà biết chuyện,
cũng sẽ ở trong kinh bảo vệ ta thôi. Hiện tại triều đình thiếu gì nào? Thiếu tiền. Uy quốc công vô duyên vô cớ chỉ một kẻ tuân theo pháp luật, một chuẩn thủ thái giám, vì triều đình mà quốc công tận tụy. Chỉ cần Lưu Công Công ra hiệu một tiếng thôi, chấn thủ ở các nơi trong thiên hạ này, ai nấy sợ hãi một lời nhắc, thuế triều đình thu cũng được. Đến lúc đó không biết quốc công gia phải thu xếp như thế nào. Chào ơi, khi đó chính là quốc công gia phải mang kiệu lớn mời ta rời núi, lúc đó ta cũng phải suy nghĩ nữa kìa. Trương Trung càng nói càng vui vẻ, chân bắt chéo, rung càng lúc càng có lực hơn. Thôi đừng rung nữa. Hả? Dương Lăng nói đầy thấm thía. Nam dung chân nghèo nàn, nữ dung chân ti tiện. Ngươi không phải nam, không phải nữ, dùng vậy lẽ nào là kẻ ti tiện nghèo nàn hay sao? Phụt một tiếng, Tống Tiểu Ái phì cười, vội vàng quay đầu đi, hai vai còn đang không ngừng mà run rẩy. Ngươi... Trương Trung sắc mặt như máu gà, bỗng nhảy dựng lên. Dương Lăng thản nhiên mà nói, những điều Trương Công Công nói này là sẽ không xảy ra đâu, bởi vì chấn thủ thái giám Bá Châu Trương Trung đã chết rồi kìa. Cái gì? Trương Trung mặt nhìn xuống một chút, từ màu đỏ biến thành trắng bệch, thân mình co rúm run lên, bỗng nhiên nhảy dựng lên nói, người điên rồi, ta và ngươi có ân oán cá nhân gì chứ? Du kích Bá Châu biết ta không chết, dưới chính của y rất nhiều tiên lính biết ta không chết, còn ngươi nữa, ngươi bọn họ rất nhiều người đều biết ta không chết kìa. Ngươi bây giờ khống chế được bọn họ, ngươi có thể bảo đảm bọn họ cả đời một lòng với ngươi hay không? Chỉ cần một người để lộ ra tin tức thôi, nói đường đường uy quốc công ám hại chấn thủ địa phương, chỉ sợ ngươi chịu không nổi mà vội vàng bỏ trốn kìa. Dương Lăng không để ý tới hắn, tiếp tục nói, Bá thủ Trấn Châu chết rồi, là chết trong lúc dân biến loạn kìa. Bá Châu gần kinh phòng thủ, nơi đây lại xảy ra chuyện dân chúng biến loạn, tại sao ư? Triều đình nhất định sẽ tra cứu, cũng nhất định phải truy cứu trách nhiệm. Trương Công Công không chết là có thể một tay che trời, sau đó tìm kẻ đáng thương chịu tội thay thế. Chứng cứ phạm tội nhất định là không chút kẽ hở, không gì công kích được. Đáng tiếc à, người đã chết rồi, người khác không có bàn tay có thể che trời, quan viên Bá Châu lấy gì tự bảo vệ mình đây? Trương Trung im lặng, hắn ta cười lạnh ngồi xuống, không hề để ý đến nói, thì đã sao, ai dám dậu đầu bìm leo chứ? Đối đầu với ta ư? Chính là đối đầu với Lưu Công Công, đánh chó còn phải ngó mắt chủ, coi như là ta đã chết rồi đi, cũng không phải là đồ phế phẩm có thể chọc được đâu. Dương Lăng chấm chóp mũi của mình rồi lên tiếng nói, bọn chúng không dám, thế nhưng ta dám kìa. Ta chẳng những dám đánh chó mà còn dám đánh cả chủ nhân của chó nữa kìa. Nếu ta uy quốc công này thay bọn chúng ra mặt, đem tất cả lôi kéo về chỗ của ta, người nói bọn chúng có thu thập đủ loại tội trạng của ngươi rồi trình báo lên, để cho bọn chúng có thể tự rút sạch những gì dính dáng đến ngươi hay không? Ngươi còn sống, Lưu Cẩn vì mưu lòng ngươi còn phải liều mạng mà bảo vệ ngươi, thế nhưng ngươi chết rồi lại có một đống tội trạng xác thực. Người nói Lưu Cẩn sẽ vội vàng phân quan hệ với ngươi, rồi ném thêm hai viên đá to vào cái giếng kia của ngươi, hay là liều lĩnh giữ gìn danh dự cho Trương Trung Trương Tiêu Bỉ ngươi đây. Ta đương nhiên sẽ không động thủ giết ngươi, để khi người trong thiên hạ hết thảy cho rằng ngươi đáng chết, ta mới giao ngươi ra. Dương Lăng từ từ cười nói, hai nấy đều biết rằng bây giờ ngươi chết rồi, thực ra ngươi lại không chết. Ai nấy đều biết rằng ngươi chưa chết, thực ra ngươi đã chết rồi. Trương Trung sắc mặt vàng vọt, mồ hôi từng hột rơi xuống. Dương Lăng thấy thế, một bên châm trà, một bên bắt chéo chân, khoái trá mà rung lắc. Tống Tiểu Ái ho nhẹ một tiếng. Dương Lăng ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Tống Tiểu Ái một đôi sóng mắt đen từ trên mặt của hắn vừa chuyển, sau đó bỏ đi, trên mặt tỏ ra vẻ nửa cười như không cười. Dương Lăng hiểu ý, trừng mắt nhìn nàng, bỏ chân xuống. Qua hồi lâu, Trương Trung cười quái dị một tiếng, khàn giọng mà nói, người nếu không phải vì đối phó với Lưu Công Công, tại sao phải làm khó dễ ta chứ? Về dân chúng là cái gì? Đáng để ngươi sử dụng tâm cơ. Hơn nữa ngươi cho rằng ta bị giết rồi, dân chúng Bá Châu liền có sống sót tốt hơn hay sao? Ngươi có biết quan viên trên dưới Bá Châu có bao nhiêu người tham ô hủ bại hay không? Dương Lăng khẽ cười nói, giết ngươi có lẽ không có tác dụng này, thế nhưng có người cảnh cáo trước đó, người đến sau chắc chắn sẽ biết dè chừng. Kẻ bề trên có thể tỉnh táo cảnh giác, cuộc sống đám dân chúng sẽ không biết dễ dàng được bao nhiêu đây. Dương Lăng bùi ngùi thở dài, hắn nói, thực ra điều dân chúng yêu cầu thật sự là không nhiều, thật sự không nhiều đâu. Huống hồ tham quan nô lại của Bá Châu, bổn quốc công cũng phải nghiêm ngặt mà trừng trị. Dương Lăng hất tay, đại bổng chùy bê chồng công văn rải đặc đi đến, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn,
Dương Lăng cười dài mà nói: "Đây là lúc bọn quan viên tố giác chấn thủ Ba Châu ngươi vơ vét tài sản, từng tội trạng hãm hại dân chúng, nợ máu ngút trời, tội lỗi chất chồng kìa. Đây chỉ là hôm nay nhận được, phòng trường ngày mai, ngày mốt sẽ càng nhiều đơn tố giác được trình lên." Dương Lăng vỗ vỗ xếp công văn kia rồi nói: "Trương Công Công, những hành vi phạm tội này có thời gian, có địa điểm, có cả người nhân chứng, vật chứng. Bổn quốc công chỉ cần lấy ra 1/3 đưa đến trước mặt hoàng thượng, chính là đem người chém thành 100.000 mảnh cũng khó tiêu tan tội nghiệt." Trương Trung trên má một trận co giật: "Hay, khá khen, khá khen cho 17 chó. Bọn chúng đem tất cả hành vi phạm tội hết thải đổ lên người của ta. Chết tiệt, có thể đổ vấy như vậy ư? Bọn chúng chưa từng làm chút việc đê tiện nào hay sao?" Dương Lăng tùy ý mở một tập ra nói: "Gian thần Trương Trung vào tháng 6 năm chính đức, thường thuế ở thủy lộ ngăn chặn thương thuyền, đường bộ để chặn tiểu thương, xảo trá vơ vét tài sản, đoạt được đều nhét vào túi riêng cả. Thường dân tiếng oan than dậy đất, việc này hạ quan Thiệu Nhất và các tịch đinh đều có thể làm chứng. Hạ quan còn có thể tự mình đến cảng tìm thương nhân bị hại." "Nói láo, nói láo!" Trương Trung khàn giọng, tức giận tới mức run run. "Triệu Nhất, Triệu Nhất, chủ ý này chính là của y nêu ra. Đi đầu ngăn chặn thủy bộ tiểu thương cũng là của y. Ngân lượng thu được, ta chỉ được 1/3. Y lại chối tội một cách bản thân trong sạch như vậy." Hạ quan tuần kiểm ti mực Linh Hưng tố cáo gian hoạn Trương Trung. Phụt một tiếng, Trương Trung sắp tức điên lên, lớn tiếng mà hét lớn: "Tuần kiểm ti ư? Tên tuần kiểm ti nho nhỏ, ta căn bản không để ở trong mắt. Bọn chúng ngay cả tư cách đến cửa lớn ta đứng một lát cũng không có kìa. Từ lúc nào sơ hở ta rơi vào tay bọn chúng rồi? Thật muốn sát vàng lên mặt, thật muốn sát vàng lên mặt mà." Dương Lăng mỉm cười nói: "Bọn chúng không phải tự mình sát vàng lên mặt đâu. Trương Trung ngươi hiện tại là nỗi lo của bọn quan viên là trốn không kịp kìa. Cũng không ai nguyện dán ngươi lớp vàng này đâu. Bọn chúng chẳng qua là nhân cơ hội đem việc bẩn thỉu của bản thân hết thảy đổ lên trên đầu của ngươi mà thôi. Trương Trung, ngươi xong rồi." Trương Trung liền ngẩn ra, hồ nghi liếc mắt nhìn Dương Lăng mà hỏi: Ngươi có ý gì?" Dương Lăng thản nhiên cười nói: "Những tội trạng này, những cái nào là của ngươi, những cái nào là của những tên quan bẩn thỉu kia phạm phải, ngươi đương nhiên trong lòng biết rõ, cũng nhất định lấy được chứng cứ phản lại. Cho nên ta lấy ra những bộ hồ sơ vụ án này chính là hy vọng mượn Trương Công Công ngươi một đôi mắt tinh tường, phân biệt rõ trung thần, gian thần tốt xấu." Trương Trung ngẩn ngơ, trong mắt đột nhiên thả ra hào quang hưng phấn, run giọng hỏi: Ta tố giác những tên quan tham ô đó, quốc công gia đồng ý bảo vệ ta vô sự sao?" Dương Lăng ung dung cười nói: "Nếu như nói bọn họ là một đám lang sói làm hại Ba Châu thì Trương Trung ngươi chính là một con hổ. Tai họa lớn nhất chính là ngươi. Nếu ngươi đều có thể miễn tội được, còn có người nào không thể miễn tội được đây?" Trương Trung chỉ vào Dương Lăng cười ha hả: "Ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi muốn lấy đầu ta ư? Còn muốn cho ta giúp ngươi dọn sạch quan lại Bá Châu, đem bọn tham quan từng tên một lôi ra. Thành tiệu đều là chiến tích vĩ đại của uy quốc công ngươi ư? Ta nhổ vào, ngươi đúng là điên rồi." "Ta không có điên, ngươi cũng không." Dương Lăng đứng lên, bình tĩnh mà nói: "Trên đời này có một loại người, thú vui của hắn không phải là có thể trợ giúp cho bao nhiêu người, nhìn thấy bao nhiêu người vui vẻ, mà là có thể hại được bao nhiêu người, nhìn thấy bao nhiêu người thống khổ. Người khác thống khổ hơn hắn, hắn liền cảm thấy sung sướng. Loại người này giống như con giòi trốn trong khe cống ngầm không nhìn thấy ánh sáng vậy. Trộm phát hiện một chút cơ hội liền leo ra ngoài dọa người khác một chút. Nếu người khác làm chuyện có lỗi với hắn, càng là nhớ hận cả đời, đòi lại gấp 100.000 lần. Loại người này gọi tắt là tiểu nhân. Người chính là tiểu nhân, một tên tiểu nhân không hơn không kém. Người đương nhiên không muốn giúp ta rồi, nhưng người càng không cam lòng tự mình gánh vác tất cả tội danh, lại khiến cho những người đó ăn ngon mặc đẹp, kiểu thê đẹp thiếp. Bọn họ sẽ không nhớ cái tốt của ngươi đâu. Về sau khi nhắc tới ngươi còn muốn phì một tiếng thể hiện mình trong sạch, tiếp tục yên tâm thoải mái hưởng thụ vinh hoa phú quý. Trương Trung, loại người giống như ngươi làm sao có thể chịu được người khác có thể có chuyện tốt như vậy được?" "Ta chỉ sợ làm quỷ ngươi cũng sẽ không cam tâm như vậy đâu." Dương Lăng đem đống hồ sơ kia đẩy trước mặt gã, thản nhiên cười nói: "Ngươi nói rất đúng. Nếu ngươi không giúp ta thì ta không cách nào phá được mạng lưới quan hệ quan viên Bá Châu nhiều năm dựng lên, một lưới bắt hết bọn tham quan này được. Bọn chúng vì thế mà nhân nhân ở ngoài vòng pháp luật, được sống tôn vinh phú quý. Những công văn này ta để lại đây vậy, ngươi có thể xem kỹ, sau đó ngươi tự mình quyết định đi.
ngươi xuống địa ngục, bọn chúng sống trên thiên đường, hay là để cho bọn chúng cùng ngươi xuống địa ngục? Dương Lăng đi tới bên cửa, đột nhiên quay đầu lại, rồi nói một câu: Trương Công Công, đừng quên, ngươi là một tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ giống như dáng vẻ của một tiểu nhân, nhất thiết đừng để cho ta thất vọng. Trương Trung tức giận, nắm hai quyển công văn ném ra ngoài, mảnh giấy rơi đầy trên mặt đất, lập tức hóa thành bướm bướm giấy bay lượn. Dương Lăng cũng không có ra ngoài ngay. Trương Trung điên cuồng hét lên một tiếng, rồi lại quay người nắm lên một quyển công văn, dùng sức mà xé rách vài cái. Hắn ta bỗng nhiên thở hổn hển mà dừng lại. Bọn chúng hại ta, bọn chúng để cho ta chịu tội thay, để cho ta thay bọn chúng chịu tội, bọn chúng tiếp tục được hưởng hưng vinh hoa phú quý. Dựa vào cái gì? Trương Trung nghĩ đến những kẻ đồng hành cùng ông ta vẫn đang yên vị làm quan lớn, được cưỡi tuấn mã, mà hắn thì khả năng bị bầm thây vạn đoạn, ngay một phần cũng không có nổi một cái, trong lòng nhất thời khó chịu như mèo cào vậy. Ta là thái giám, ta chỉ có một mình, rời đầu tuy là cái bát sứt, bọn chúng đều có vợ con già trẻ, nếu hành vi phạm tội được tố giác, bọn chúng nhất định thống khổ hơn ta rất nhiều. Muốn hại ta chịu tội thay, còn không biết ai hại ai đâu. Ta thống khổ lớn nhất định phải làm cho các ngươi thống khổ hơn ta 10 phần. Trương Trung cầm lấy hai tay công văn rơi đầy đất, vội vàng lật xem mấy hàng, liền tức giận bừng bừng, phấn chấn, hét lớn một tiếng. Rồi lại mở ra một quyển coi vài tờ, liền gầm thét mắng vài câu. Ấm trà chén trà, bàn ghế đều bị hắn ta quẳng lung tung lộn xộn. Hai tên thị vệ chỉ là ôm cánh tay đứng gác thở ơ lạnh nhạt, từ đầu đến cuối không nói một câu. Cuối cùng, Trương Trung phù phù thở hổn hển, ngẩng đầu lên, hai con mắt màu đỏ hung tợn nói với hai thị vệ: Tìm cho ta hai sư gia để ghi chép, ta phải xem từng quyển một, từng cái một báo cáo, làm cho tất cả bọn chúng cùng ta xuống địa ngục. Trương Trung nhai răng trắng hiếu, đã lâm vào trạng thái nửa điên cuồng. Nào, đến đây, xem ta có bao nhiêu người cáo buộc ta, ai muốn cáo ta, ta liền cắn người đó. Bá Châu tạm thời yên ổn, chúng bách tính trong tháng riêng nơi nơi đánh dẹp giả thần giả thánh, dựa theo sổ sách ghi chép tiền nhang đèn mà đến quan phủ thu hồi tài sản. Một trận ầm ĩ vừa mới dừng lại, tiếp theo đó lại là vụ bắt bỏ ngục hơn 100 tên quan viên nước Đại Thuận ở trấn Thắng Phương, sau đó lại là dân biến cố an đánh chết thái giám trấn thủ Trương Trung. Hiện tại phía quan phủ không có bất kỳ phản ứng nào, chúng bách tính không biết triều đình đối phó với dân biến như thế nào. Vũ xóa hoàn toàn yên tĩnh, nếu không có việc gì thì rất ít người đi ra ngoài. Đến nỗi khi quan phủ tuyên bố loạn dân, đoàn trường trấn Thắng Phương còn gọi Triệu Vạn Hưng yêu ngôn hoặc chúng tự lập xưng đế, tội ác tày trời, phán quyết trảm thủ. Cái gọi là thượng thư lục bộ, tả hữu thừa tướng và đại tướng quân thì xung quân đến các bật vệ. Những người còn lại mù quáng tin theo được phóng thích, bất kể là trảm thủ ở chợ Tây hay là một đoàn xe tù lộc cộc chạy ra khỏi Bá Châu, đều không có mấy người dám đi xem. Đây cũng tránh cho Vương Mãn Đường xấu hổ, vương gia chỉ phái lão nhân ra mang theo chiếc kiệu nhỏ yên lặng đón nữ nhi về nhà. Đã ra khỏi tháng riêng, nhưng quan viên lớn nhỏ của các huyện trấn xung quanh chạy đến Bá Châu ngược lại chạy càng chăm chỉ. Những động tĩnh lạ thường này Lương Hồng không phải hoàn toàn không biết gì cả, huống chi việc quan viên Bá Châu tố giác hành vi phạm tội của Trương Trung, Dương Lăng căn bản cũng không muốn giấu giếm ông ta. Lương Hồng lập tức ghi lại rõ ràng rành mạch tình hình liên quan, đưa thư đến kinh thành cấp báo với Lưu Cẩn. Lưu Cẩn hiện tại đang phiền lòng vì việc của nội xưởng. Lưu Cẩn nắm được quyền lớn trong triều, trong tháng riêng ở nhà thu vào nhiều đấu vàng, nét vui mừng nơi đầu mày cuối mắt vẫn còn chưa tan đi, thì đám hoàng thân quốc thích cũng vui sướng hớn hở đến nhà. Chẳng qua không phải đến tặng lễ, mà là mỗi người đều cầm một phần khế ước đã ký với nội xưởng, sung sướng hăng hái đến lãnh tiền lãi. Lưu Cẩn ban đầu không cho là quan trọng, vẻ mặt tươi cười đuổi những quý nhân này đi. Nếu là kinh doanh càng làm càng lớn, kết toán sổ sách phải mất hết mấy ngày này, bảo bọn họ vài ngày nữa hăng đến. Sau đó liền dặn người đến nội xưởng bảo La Tường nhanh chóng thanh toán các khoản. Ngờ đâu nội xưởng vừa mới kết toán lại thua lỗ rất nhiều. Căn cứ vào đám phế vật kia tra xét sau đó, không tìm được chút sự cố nào ở trong chứng vụ. Lưu Cẩn tức giận thầu hển, vội đến nội xưởng đích thân đóng giữ, khẩn cấp triệu kiến Ngô Kiệt đang cáo bệnh ở nhà. Ngô Kiệt lại nghe lời, vừa gọi đã tới. Lão già này chưa đầy 2 tháng dưỡng bệnh đến mức tinh thần sáng láng, vẻ mặt hồng nhuận, dường như còn béo lên một tí. Có điều người ta đã nói mắc bệnh phong thấp, cho dù khí sắc có tốt, dáng người béo thì ngươi có thể nói gì được đây? Lưu Cẩn dẫn đầu một đám đương đầu mới nhậm chức của nội xưởng chất vấn vị Ngô xưởng đốc này một phen. Ngô Kiệt không chút hoang mang, chậm rãi nói: Nếu lưu loát chuyện làm ăn với bọn họ,
đầu tư ban đầu, sản xuất ở giữa, tài sản vô hình gì gì đó. Có một số câu là Vô Vĩnh nói, có một số danh từ mới, tất cả đều là lúc trước Dương Lăng dạy cho Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai, lại chuyển qua dạy cho Trướng Phòng trong đội xưởng. Ngô Kiệt chỉ là mưa dầm tấm đất, tuy nói ra được nhưng lại không hiểu nghĩa của nó. Bản thân Ngô Kiệt còn không hiểu, lại dõng dạc trơ cháo giáo huấn đám người Lưu Cẩn, lời nói bệ mạ, nói nhăng nói quậy, nghe đến mức Lưu Cẩn và một đám đương đầu không học vấn không nghề nghiệp trong nội xưởng đầu óc choáng váng. Vốn dĩ bày ra tư thế muốn giáo huấn Ngô Kiệt một phen, lần này lại tự mình lộ ra sự sợ hãi trước. Lưu Cẩn đành phải đổi thành bộ mặt tươi cười, dâng trà ngon mời ông ta ngồi xuống khách khí hỏi: Ngô xưởng đốc, chúng ta nghe nói ban đầu khi thành lập xưởng thì một ngày vào một đấu vàng, sao mà khi chuyển vào trong tay ta rồi lại phải bồi tiền như vậy? Ngô Kiệt vảnh chân bắt chéo, thần bí nhìn hai bên một chút, lúc này mới hạ giọng nói: Công công, trong này có môn đạo đấy, ta nói ra ngài cũng đừng nói ra bên ngoài đấy, bằng không đám hoàng thân quốc thích vừa mới rút vốn thì việc buôn bán của chúng ta phải bồi thường hoàn toàn kìa. Lưu Cẩn vừa nghe bồi thường tiền, ra mặt không khỏi căng thẳng, vội cúi người qua giống như trẻ con học hỏi vậy, vừa cung vừa kính mà nói: Mời Ngô xưởng đốc nói thẳng, ta và ông bây giờ là người một nhà rồi, người trong nhà chúng ta nói chuyện sẽ không để cho người ngoài nghe được đâu. Một đống đương đầu thương tín cũng vù một tiếng mà vây quanh lại, yên lặng vảnh tai nghe. Ngô Kiệt lúc này mới nói một cách bí hiểm: Công công có biết vì sao việc làm ăn của nội xưởng chúng ta vừa mới khai trương liền có nguồn tiền cuồn cuộn? Những hoàng thân quốc thích bao gồm hoàng thượng, hoàng thái hậu, mấy vị công chúa, rồi thì phò mã, còn có công gia, hầu gia, đầu tư cổ phần đều kiếm được một số lớn hay không? Lưu Cẩn lắc đầu như trống gỏi, hắn nói: Không biết, không biết nha, nếu như ta biết việc gì phải hỏi ông đây. Ngô Kiệt cười gian ba tiếng, hạ thấp giọng rồi mới nói: Công công, ngài nói xem, chúng ta một không trộm, hai không cướp, làm gì có chuyện tháng trước vừa mới khai trương, tháng sau liền chiêu tài bảo vào chứ, căn bản không thể nào đâu. Lưu Cẩn sốt ruột nói: Không thể nào, không thể nào, chứ làm sao những hoàng thân quốc thích đó lập tức chi tiền được đây? Từng bó lớn vàng thật bạc trắng kìa, không thể giả được đâu, ông nói thế nào đây? Ngô Kiệt đảo cặp mắt trắng dã nói: Đây cũng không đơn giản đâu, đập từng đông sửa từng tây đấy. Ngô Kiệt dáng vẻ chân thành nói: Công công, việc buôn bán mà, tuy nói có nội xưởng chúng ta quan tâm, nhưng nếu muốn đánh tiếng chiêu bài, mời chào đầy đủ, ổn định khách quen, dù thế nào cũng cần thời gian 2 năm. Đến lúc đó chúng ta sẽ ngồi yên trong nhà, chiêu tài tiến bảo rồi. Nhưng mới bắt đầu thì không được đâu, tài chính của chúng ta không đủ, rất cần tiền, lại cần làm cho hoàng thượng, đám hoàng thân vui vẻ, yên tâm, làm sao bây giờ đây? Dương xưởng đốc à? Không, là Dương quốc công, hay dùng tiền mà đám hoàng thân quốc thích đến sau đầu tư cổ phần, đưa cho đám người đầu tư ban đầu, coi như là tiền lãi. Hơn nữa, nói với bọn họ, đây là tiền buôn bán kiếm được, thế là việc chiêu mộ đã được đánh tiếng rồi. Sẽ có càng nhiều người vô tội, vội vã tới đưa tiền cho chúng ta thôi. Chúng ta tay trái vào, tay phải ra, tay trái vào, tay phải ra, rồi lại cứ như vậy tay trái vào, tay phải ra. Đám người đó người ngốc không nhìn ra được, đều cảm thấy nội xưởng chúng ta thần thông quảng đại, cứ tay trái vào, tay phải ra, tay trái vào, tay phải ra. Chúng đứng đầu mặt mày hớn hở, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra không phải chúng ta vô năng, mà là Dương Lăng rất giàu hoạt. Lưu Cẩn vừa nghe thì ngay cả cổ cũng to lên, phủ đất một chút đứng lên nói: Đây không phải tay không bắt sói hay sao? Ẩm ý cả nửa ngày, lại là thần tài qua đường sao? Bây giờ người chịu đầu tư cổ phần cũng đã đầu tư rồi, người có thể lừa thì cũng đã lừa khá rồi, vậy ta làm sao bây giờ đây? Cơ mật của nội xưởng. Cơ mật, cơ mật. Lưu Cẩn vội vàng ngồi xuống, thấp giọng mà nói: Bây giờ người có thể lừa đều bị lừa cả rồi, hiện giờ đám hoàng thân quốc thích tìm ta đòi tiền lãi, ta lấy gì mà thay tên họ Dương kia trả tiền đây? Không được, ta không ăn quả bồ hòn này đâu, ta phải nói rõ tình hình cho chủ nhân biết, bảo bọn họ tính nợ cho Dương Lăng đi, ta không gánh trách nhiệm này thay hắn đâu. Ngô Kiệt vỗ đùi nói: Công công, cái chỗ này ngài không phát không được đâu. Lưu Cẩn trợn tròn mắt: Sao lại không được, ai dám bức ta chứ? Ngô Kiệt vút râu nói: Đầu tiên đây không phải là món nợ của Dương quốc công, mà là món nợ của nội xưởng. Ngài bảo bọn họ đi tìm Dương quốc công vậy không được đâu. Hơn nữa việc buôn bán của chúng ta cũng sắp bắt đầu kiếm được tiền rồi, ta nghĩ đầu xuân thì đã bắt đầu có doanh thu rồi,
đến cuối năm thì có thể tài nguyên cuồn cuộn. Bây giờ nói rõ tình hình đi, nói chúng ta lừa các vị đấy, chúng ta chưa kiếm được tiền đâu, vậy là tức là lúc trước lấy tiền người ta rồi gạt họ. Những hoàng thân quốc thích này vừa mới trở mặt chắc chắn sẽ rút lại tiền chạy lấy người. Như vậy công công vừa mới tiếp quản nội sướng, thanh danh sẽ bị hao tốn. Không nói những chuyện khác, chỉ có trên dưới mấy vạn miệng ăn của nội sướng ta thôi, tiền lương mỗi tháng sau này lấy đâu ra đây? Đây chẳng phải là gà con vừa mới nuôi, đến khi biết đẻ liền bị chúng ta làm thịt hay sao? Lưu Cẩn nghe thấy rất có lý, hắn ta sờ cái cằm nhăn bóng lên tiếng hỏi: vậy Dương Lăng vốn định làm thế nào? Hôm nay nếu hắn có trưởng quản nội sướng cũng gặp phải tình cảnh này, lẽ nào không có biện pháp nào cả hay sao? Ngô Kiệt buông tay nói: chuyện này tí trước ngu dốt, công công biết không? Tí trước vốn chỉ là đại đương đầu, chủ yếu phụ trách huấn luyện thám mã trinh sát. Mặt này quả thực không phải sở trường của tí trước đâu. Lúc trước tí trước cũng từng hỏi Dương Quốc Công, ngài ấy chỉ khẽ mỉm cười rồi nói: người cứ việc yên tâm, sơn nhân tự có diệu kế. Tí trước nghe xong cũng không hỏi nữa. Bây giờ làm sao? Tí trước cũng không biết kìa. Lưu Cẩn nghe vậy giật mình, đột nhiên hỏi: Vũ Vĩnh đâu rồi? Chẳng phải y vẫn phụ trách kinh doanh hay sao? Chúng ta tiếp quản nội sướng hơn một tháng rồi, sao y còn chưa về đây bái kiến vậy? Công công, ngài cũng biết đấy, cuối năm kết toán sổ sách mà. Chúng ta chỉ biết đánh giết, ai biết việc này chứ? Toàn bộ đều dựa vào Vũ Vĩnh buôn ba khắp trốn cả. Bây giờ còn hai khoản sổ sách của hai phố đạo chưa trả xong kìa, hắn cũng sắp phủ kinh rồi kìa. Ngô Kiệt dừng lại một chút, lại lo lắng nói: công công, hiện giờ đội xưởng ta còn một điểm quyết định đấy. Vượt qua được thì thuận buồm xuôi gió, mà không vượt qua được thì không chỉ là mất mặt xấu hổ thôi đâu. Một đồng tiền có thể làm khó anh hùng hảo hán mà. Nội xưởng chúng ta trong ba xưởng một vệ từ trước đến nay đều là nhất chi độc tú. Bây giờ có thể đứng vững hay không hoàn toàn là dựa vào ngài. Đúng vậy, công công, ngài phải nghĩ ra biện pháp nha. Hoàng đế chưa từng để binh đói đâu. Không có bạc, chúng ta làm sao chỉ huy mấy vạn bộ hạ đây? Chúng đương đầu cùng đồng thanh kêu lên. Lưu Cẩn nở ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc nữa. Hắn nói: các người đừng sốt ruột, chút việc nhỏ ấy làm khó được ta hay sao? Mấy ngày nay Ngô Sưởng Đốc xem xét một chút, xem thử thiếu nhóm hoàng thân quốc thích bao nhiêu bạc, tính rõ sổ sách đi, ta tự có cách của mình. Ngô Kiệt mừng rỡ, bật ngón tay cái lên khen: công công quả thật là thần nhân nha. Trong lòng tí chức hoàn toàn không có đầu mối, trên dưới nội sưởng lòng người bất an. Có những lời này của công công, lòng quân kiên định hẳn lên. Lưu Cẩn cười gượng hai tiếng: các người bận rộn rồi, sau khi tính sổ sách xong thì cho ta con số. Nói xong đứng dậy bước đi. Ngô Kiệt vội lại dài: cung kính công công, cung kính công công. Lưu Cẩn yên lặng, nháy mắt với La Tường, sau đó khoắt tay nói: miễn đi, các người bận rộn, không cần tiễn. Nói xong gã đi ra cửa. La Tường vội vàng yên lặng đi theo phía sau. Lưu Cẩn ra khỏi nội xưởng, đứng trên đỉnh núi, vẻ mặt âm tình bất định. Hai hàng kỵ vệ trái phải đứng trang nghiêm, không nói lời nào. La Tường nhón chân đi tới, hơi khom thắt lưng nói: công công. Lưu Cẩn cũng không quay đầu lại, chỉ than khẽ nói: người nghe đây, chiêu mộ một số người làm ăn và tiên sinh quản sổ sách, từng bước nắm giữ việc làm ăn của nội xưởng, đừng có vội vàng gấp gáp. Trước hết nắm rõ mọi môn đạo rồi hãy ra tay. Trưởng quầy, phòng kế toán, tiểu nhị đang làm việc, nếu không tin được thì thay người, thay đổi mỗi một phủ, mỗi một đạo. La Tường ánh mắt chợt lóe, nói nhỏ: công công là không tin lời của Ngô Kiệt nói sao? Lưu Cẩn lắc đầu, lại gật đầu, hừ một tiếng nói: không phải không tin, nói ra ta cũng không tin vừa mới mở tiệm buôn bán lập tức kiếm được tiền. Nói không chừng Dương Lăng thật sự là dùng biện pháp này lừa gạt những hoàng thân quốc thích kia. Chỉ là hôm nay muốn điều tra rõ sổ sách chúng ta mới phát hiện. Cái gì cũng đều là do người ta nói, xem không hiểu sổ sách, người kinh doanh mua bán lại là người của Dương Lăng trước kia, không yên tâm được. Hôm nay lại có hai tốp hoàng thân quốc thích cầm khế ước đến đòi tiền lãi. Công công quả thật có diệu kế gì ứng đối hay sao? La Tường hiện tại trông coi kinh doanh của nội xưởng, lúc trước nhóm đương đầu mà Ti Lễ Giám phái tới không hiểu việc buôn bán, đưa những việc này qua cho y, y còn cảm thấy vớ được công việc béo bở. Bây giờ cả ngày đều đối diện với một số quý nhân đòi nợ, La Tường có chút ăn không tiêu. Lưu Cẩn vừa nghe vậy thì có chút đau đớn, hắn ta xuôi miệng nói: người không cần quan tâm, món nợ này ta còn đối phó được. Người quay về nhanh tay đổi chân nhân viên, thanh toán sổ sách đi thôi. Dạ.
La Tường quan sát thấy sắc mặt của hắn không tốt, vội vàng đáp ứng một tiếng, không dám hỏi tới nữa. Lưu Cẩn xoay người về phía cỗ kiệu, một thị vệ vội vàng xốc màn kiệu lên. Thì đúng vào lúc này, một con ngựa lao thẳng lên núi, gần tới phía trước, thì người trên ngựa xoay người xuống ngựa, vội vã tới bên cạnh Lưu Cẩn, hai tay dâng lên một phong thư, thấp giọng mà nói: "Công công, đây là thư mà Lương công công Bá Châu dặn dò tiểu nhân nhất định phải tự tay dâng lên." Lưu Cẩn ngẩn ra, thuận tay nhận lấy bỏ vào trong tay áo, bất động thanh sắc mà nói: "Đã biết, hồi phủ nói sau." Người đưa thư kia cẩn thận nói dạ, dắt ngựa đi theo bên kiệu của hắn ta. Lưu Cẩn vào kiệu. Kiệu nhỏ lắc lư đi xuống núi, cỗ kiệu vừa nhấc, Lưu Cẩn vội vàng mở thư ra, căng thẳng xem nội dung trong đó. Theo lý mà nói, Bá Châu không nên có đại sự gì mới phải, nhưng người đưa thư không ngờ không kịp chờ trong phủ mà là vội vàng đuổi theo đến đây, còn nói nhất định phải tự tay dâng lên. Trong lòng Lưu Cẩn thật đúng là có chút căng thẳng. Hắn ta sắp xếp Lương Hồng ở bên cạnh Dương Lăng làm tai mắt, vốn dĩ cũng không hy vọng thật sự có thể do thám được tin tức quan trọng gì. Dương Lăng đi Bá Châu xét nhà mà thôi, xét nhà thì có thể xét ra được việc lớn gì được đây. Không ngờ vài ngày trước truyền đến chuyện Dương Lăng thi hành diệu kế trị kẻ giả thần giả thánh. Trong kinh thành truyền đến oanh oanh liệt liệt, ngay cả chính đức hoàng đế nghe được cũng thấy vô cùng vui mừng. Có điều chuyện này không có liên quan gì đến quan trường cả. Bây giờ đánh thần đánh thánh xong rồi, lẽ nào hắn không chịu được tịch mịch cô đơn lại gây ra động tĩnh gì rồi hay sao? Mở thư ra vừa xem, Lưu Cẩn chấn động. Sao? Trương Trung đã chết sao? Lão ta vội vàng xem thư một lượt, không kìm nổi nụ cười. Nhớ ngày đó Dương Sửng Đốc uy phong ngạo mạn đến không chịu nói, hiện giờ cũng chỉ là thủng rỗng kêu to thôi. Không ngờ cho rằng nhân cơ hội Trương Trung bị loạn dân đánh chết, tìm kiếm tội trạng của ông ta để gây phiền toái cho ta hay sao? Đừng nói một Trương Trung, dù là 100 Trương Trung có tội làm sao có thể đạp đổ được ta chứ? Lưu Cẩn khinh thường cười nói. Ta phái Trương Trung đi, Trương Trung hiếu kính một ít cho ta, đây là chuyện hiểu ngầm với nhau, lại không có giấy trắng mực đen bày ra đấy, người làm có dễ được ta sao? Trương Trung là người ta tiến cử, đây không phải giá, có điều nhiều lắm cũng chỉ là sai lầm của một người được tiến cử thôi. Chỉ bằng sự tín nhiệm của Hoàng thượng đối với ta và thế lực hiện tại trong triều của ta, chút chuyện nhỏ đó còn bất bình hay sao? Có điều Trương Trung chết rồi, số bạc của cái Huyền Minh cung cũng không còn tin tức nữa. Lại là bác. Trương Thái Tổng khuyên ta đừng thu tiền, một phần gia nghiệp lớn như vậy lại muốn lấy lòng Hoàng thượng, không thu bạc mà được hay sao? Không thu hối lộ ta lấy đâu ra nhiều bạc như vậy đây? Nội sưởng thiếu tiền lãi của Hoàng thân quốc thích nhiều vậy, việc này không khéo kéo dài được đâu. Hiện giờ đành phải lấy tiền trên nệm của mình trước vậy, đợi những cửa hàng kia sinh lời thì vớt về sau vậy. Lưu Cẩn vẻ mặt phản đối mà thu hồi mật thư của Lương Hồng, bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ, cân nhắc xem mò ít bạc này ở đâu, bổ sung chỗ hổng của cái Huyền Minh cung. Tốt nhất có thể bổ luôn cả tiền lãi mà nội sưởng nợ, lấy tiền của chính mình thật sự là đau lòng. Nếu muốn hỏi hiện tại trong số quan lại các nơi của Đại Minh ai là người bận rộn nhất, bận đến mất ăn mất ngủ, ngày đêm điên đảo, vậy thì ngoại trừ Trương Trung, Trương lão gia nhà ta thì không còn người thứ hai nữa. Lão ta biết rất rõ dụng ý của Dương Lăng hiện tại, cũng biết Dương Lăng đang lợi dụng lão, nhưng lão ta vẫn cam tâm tình nguyện bị lợi dụng. Dương Lăng không phá được án này, hắn vẫn làm uy quốc công của hắn, cũng không có tổn thất gì với Trương Trung. Nếu như phá án này, chiến công địa vị của Dương Lăng cũng không thể tăng lên được nữa. Mà đối với bọn quan viên Bá Châu mà nói lại khác. Lúc trước một đám tham ô ai ai cũng ra sức cung phụng nghênh đón ta, hiện tại Trương Trung ta lâm vào khó khăn lại lập tức ném đá xuống giếng, ta chịu thiệt, bọn họ ngồi yên hưởng bạc, chết cũng không nhắm mắt được. Hơn nữa tận mắt nhìn thấy phần tấu chương kia, Trương Trung không chỉ vạch trần từng tận đủ mọi tội ác của hắn, hơn nữa thêm mắm dặm muối hết sức khoa trương, còn đổ hết mọi chuyện ác mà họ làm lên người của mình, thật sự là cái gì có thể nhịn được, chứ cái này thì không thể. Trương Trung ôm theo mối hận thấu xương phản bác lại, vạch trần tội của bọn họ. Mỗi khi nói ra hành vi phạm tội của một người, Trương Trung phảng phất như nhìn thấy từng người nằm trong tay của mình vậy, nhìn thấy một gương mặt đau đớn không thôi. Cảm giác này thật sự là khoái ý vô hạn, thậm chí có một loại cảm giác thành tựu cực lớn được nắm ở trong tay, họa phúc sống chết của người khác vậy. Trương Trung thường hay một tay cầm đũa, một tay cầm màn thầu, miệng nói không rõ âm mà nói to từng chuyện tham nhũng của ai đó. Lại nói Dương Lăng ban đầu còn lo hắn vu cáo lung tung, những chuyện mà hắn nói ra đối chiếu từng cái với công văn mà các quan viên thuật lại tố cáo hắn, cũng phải người âm thầm điều tra lấy chứng nhận,
lại phát hiện tất cả đều ăn khớp, không hề giả dối. Bây giờ Trương Trung mỗi khi cầm lấy một bản công văn tố cáo hắn đều giống như nhìn thấy một kẻ thù. Người không phải cáo ta sao? Người không cho lão tử sống sót, ta cũng không cho người sống tốt kìa. Muốn chết thì cùng chết đi. Ôm theo tâm tình này, lão cũng căn bản không có tinh lực nghĩ đến chuyện hãm hại người khác. Nếu có tham quan nào bây giờ không tố giác hắn, không đổ hết mọi tội lỗi của mình lên đầu hắn, Trương Trung không chừng quả thực sẽ bỏ qua cho người đấy. Nhưng nào có quan tham nào không muốn nhân cơ hội tẩy sạch bản thân, từ nay không còn lưu hậu hoạn nữa đây. Tống Tiểu Ái ôm một chồng công văn trở lại tiểu lâu của mình, tới phòng giam Trương Trung, chỉ thấy trong phòng ánh đèn nhỏ như hạt đậu, ánh đèn lay động. Trương Trung giữ nguyên áo nằm ngủ trên giường, sư gia tam ban thay phiên đổi ca, ghi chép cũng mệt mỏi, cuộn lại trên ghế mà gà gật. Tống Tiểu Ái vội vàng bước nhẹ chân, rón ra rón rén đi vào, đặt chồng công văn lên thư án. Tay của nàng không cẩn thận đụng phải cây bút lông gác trên nghiên mực, bút lăn trên mặt đất, cán bút bằng trúc chạm xuống sàn nhà, phát ra tiếng vang thanh thúy trong trẻo. Tống Tiểu Ái vội vàng xoay người nhặt lên, thật không ngờ thanh âm này đã đánh thức Trương Trung đang ngủ say nồng ở trên giường. Trương Trung đầu bù tóc rối, hai mắt đỏ bừng, tỏ vẻ giấc ngủ không ngon. Không ngờ vừa thấy trên bàn vốn dĩ trống trải lại xuất hiện hai chồng công văn, lập tức khai mắt trợn lên, tinh thần rung động. Trên mặt đột nhiên xuất hiện thần thái khác thường, cười khanh khách quái dị vài tiếng mà nói: "Thôi hốt, tốt lắm, lại có công văn tố cáo ta sao?" Và thế là đấu sĩ chống tham nhũng Trương Trung tiên sinh vén chăn bông lên, phủi một cái nhảy xuống đất, chạy nhanh như gió như lửa tới, ôm lấy chồng công văn kia trở lại ngồi xuống một bên bàn tròn của mình. Sau đó nhanh nhẹn đốt sáng ngọn đèn, châm một ly trà cho tinh thần phấn chấn, rồi vỗ bàn quát: đứng lên, đừng có ngủ nữa nào, mau tỉnh lại, bắt đầu ghi chép thôi." Hai sư gia bị đánh thức, vừa nhìn thấy kẻ điên này vui vẻ giống như năm mới vậy, đành phải bất đắc dĩ thở dài, cầm lấy cây bút, mở trang giấy ra uể oải nói: "Mời Trương công công nói đi, chúng ta ghi lại." Trương Trung vênh váo tự đắc, giống như con gà trọi, ngoan độc trừng mắt nhìn bọn họ, trách mắng: "Khốn kiếp, tỉnh táo chút coi, ghi sai thì làm sao đây?" Sau đó, ông ta chép chép nước miếng, mở một bản công văn ra, rất chuyên tâm xem trong chốc lát, lên châm bổng du dương, lên tiếng nói: "Thông phán Bá Châu Tể Long Vũ từng nhận hối lộ, bao che hung thủ giết người. Hung thủ giết người tên là Ngư Tàng, bây giờ là một viên dịch của thủ hạ ta. Cho nên việc này ta biết rõ ràng rành mạch, người này vốn là một tên vô lại của phủ Bá Châu, cùng với người khác." Trên mặt Trương Trung hiện lên vẻ hưng phấn bệnh hoạn, khiến cho Tống Tiểu Ái không kìm được dùng mình một cái. Nàng hơi thương hại, lắc lắc đầu, xoay người lặng lẽ đi xuống lầu, đến phòng chính ở sảnh giữa. Diêu Lăng ngồi trên chiếc ghế nằm gỗ lim ở thư phòng ngoài sảnh giữa. Trên gối đắp một chiếc thảm nhung mỏng tơ vàng, hai mắt hơi khép, dường như đang ngủ trưa. Tống Tiểu Ái thấy thế, đang muốn xoay người rời đi, Diêu Lăng chợt nói: "Có chuyện gì vậy?" "Đại nhân chưa ngủ sao?" Tống Tiểu Ái quay người bước qua: đang nghĩ chút chuyện, ngồi đi." Dương Lăng mở mắt, kéo tấm thảm ra mỉm cười nói: "Vốn là đang suy nghĩ, nếu ngươi không đến, lát nữa ta sẽ ngủ thật đấy, mà có chuyện gì vậy?" "Không có gì." Tống Tiểu Ái ngồi ở ghế bên, khẽ thở dài: "Chỉ là mới nãy đến xem Trương Trung thôi, sau đó lại không nhịn được muốn đến thăm đại nhân ngài." "Hả?" Dương Lăng tò mò, mở to mắt nhìn. Tống Tiểu Ái cười khổ nói: "Thật sự là ác nhân phải có ác nhân trị mà. Ông ta bị đại nhân trừng trị đã sắp phát điên rồi. Bây giờ vừa nhìn thấy công văn cáo trạng tố cáo ông ta thì cao hứng phấn chấn. Ông ta..." Dương Lăng thản nhiên cười: "Sao, có lòng đồng cảm sao? Tội của hắn vừa nhiều vừa nặng, viết cũng không hết được đâu. Không nói chi xa, cứ nghĩ đến một nhà bốn người mà ngươi chính mắt nhìn thấy đi. Ngày 15 tháng giêng bị treo lên đấy." Dương Lăng nhắm hai mắt lại: "Tội của hắn không thể tha được, có gì đáng thông cảm chứ? Có điều cũng không ai muốn bức điên ông ta đâu. Hiện giờ Trương Trung đã sinh tâm ma, đã muốn hại người, lại muốn tự làm khổ mình thôi." Tống Tiểu Ái thở dài: "Thì trước biết, thì trước cũng không phải thông cảm cho hắn, chỉ là có chút cảm xúc thôi. Người này mấy hôm trước còn uy phong bắt diễn, ngạo mạn đến không chịu nổi. Còn nhớ khi đại nhân đặt kế mời bốn yêu tăng đến Hoàng Pháp, Trương Trung được mời đến nhà, quan viên địa phương còn định bỡ sợ hãi ông ta, so với đại nhân ngài còn nhiều hơn kìa. Ai mà biết được chỉ có vài ngày thôi thì đã biến thành bộ dạng của ngày hôm nay rồi. Thủ đoạn của đại nhân thật lợi hại." Du Lăng cười ha ha, ung dung lắc lư ghế nói: "Muốn nói ta độc ác thì cứ nói thẳng ra là được rồi,
sử dụng thủ đoạn bất thường, ta cũng đâu còn cách nào khác chứ. Trường Trung lúc này khổ tâm kinh doanh nhiều năm, về cánh đông đảo, bọn quan viên đều bảo vệ lẫn nhau cả, khó tìm chứng cứ xác thực được. Nếu như muốn dùng biện pháp đường hoàng chân chính mà điều tra hắn, cho dù ta trấn thủ Ba Châu cũng không biết tra tới ngày tháng nào mới có thể tra rõ ra được kìa. Tống Tiểu Ái nói, bây giờ thì dễ làm rồi, Trường Trung đã chết, hơn nữa là bị loạn dân đánh chết kìa. Lần này toàn bộ quan viên Bá Châu đều bị liên lụy vào, phải chịu trách nhiệm cả. Nếu như quy kết tất cả tội danh cho Trương Trung là ông ta áp bức đến mức chúng mách tính phải phản kháng, thì tất cả mọi việc đều dễ giải quyết rồi. Đại nhân thiết lập bắt quái trận này, chỉ lưu lại đường sống duy nhất thôi, buộc quan viên Bá Châu phải chui vào trong đấy. Nhưng Trương Trung vốn đã chết rồi, lại trốn ngay ở đường sống mà giả làm ma quỷ, cũng coi như là ác giả ác báo rồi. Đại nhân chuẩn bị khi nào thì ra tay bắt người đây? Dương Lăng lắc lắc đầu nói, vừa rồi ta cũng đang nghĩ tới chuyện này đây, cũng sắp cất lưới được rồi, có điều mắt lưới này quá nhiều, nên tận diệt hết cá lớn, cá bé, tôm rùa, hay nên giữ lại vài con cá nhỏ, tôm tép được đây? Nếu giữ thì phải giữ ở mức nào, giữ bao nhiêu, thật sự là phải cân nhắc kỹ lưỡng mà. Tống Tiểu Ái đảo đôi mắt đen lúng liếng, kinh ngạc mà nói, vì sao còn phải giữ lại một chút chứ, những tai họa này nên tiêu trừ toàn bộ, vậy mới vui vẻ, lòng người được. Đại nhân bắt nhiều cá lớn như vậy còn không sợ, ngược lại không đành lòng ra tay với những cá nhỏ tôm thép này sao? Dương Lăng cười nói, không phải không đành lòng mà là không thể. Tiểu Ái, tuy ngươi là thủ lĩnh bộ lạc nhưng vẫn quá đơn thuần, ân đền thiếu oán trả, trắng đen rõ ràng, vốn không thích hợp ở chốn quan trường mà. Đối với bách tính cũng không phải là chuyện tốt tuyệt đối, nước quá trong thì ắt không có cá, đó là câu nói chí lý mà. Hắn lại nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc lư chiếc ghế rồi nói, toàn bộ Bá Châu không có một dân tình quen thuộc nào cả, quan viên dân chính có thể làm việc được hay sao? Quan viên, quan sai các cấp, nhà ti trong Bá Châu đều là người cũ. Hơn nữa, quan viên mới từ đâu mà có đây? Còn có thể đảm bảo mỗi người bọn họ đều thanh niêm, có năng lực hay sao? Xem xét tình huống hiện tại đã điều tra rõ ràng, quan lại Bá Châu tham nhũng đã thành phong trào rồi. Nhưng trong đó có một số quan viên chỉ là nước chảy bèo trôi. Người khác tham, ta cũng tham. Nếu như diệt sạch bầu không khí không tốt của toàn đội bộ Bá Châu, thiết lập lại ngự sử tuần tra thanh niêm chút, dưới sự uy hiếp và giám sát của pháp kế, đám quan viên này sẽ không dám tham. Rồi còn có vài người là vì bầu không khí như vậy của toàn Bá Châu, lại không có ràng buộc gì, chỉ dựa vào đạo đức trong lòng thì không thể ràng buộc bản thân được. Thậm chí nếu như bảo vệ thanh liêm còn phải chịu sự xa lánh, kết cục sẽ giống như Hoa Tư Quan vậy, lúc này mới bước vào vũng nước đục này. Những quan viên này cũng có thể buông tha được, bằng không làm sao bây giờ? Quan lớn quan nhỏ Bá Châu đều bị diệt trừ toàn bộ, phá rồi lập lại hay sao? Như vậy chúng bách tính trước hết phải trải qua một phen đau đớn, trừ phi là thời kỳ lật đổ cựu triều, thiết lập tân chính, bằng không thủ đoạn quyết liệt này căn bản là không thích hợp đâu. Người phải nhớ rằng, phải biết rằng chúng ta đang bảo vệ giang sơn của Đại Minh, chứ không phải là hủy diệt giang sơn Đại Minh này. Trừng phạt tàn sát rất sung sướng, nhưng thiệt hại còn nhiều hơn, đặc biệt là tân dân tâm kìa. Toàn bộ quan viên Bá Châu đều bị bắt, trong mắt của bách tính thiên hạ triều đình còn hình ảnh gì nữa đây? Bách tính sẽ không phấn khởi vì điều này mà chỉ thấy một nghi trăm. Tất nhiên sẽ ngờ vực quan viên trong thiên hạ, hết thảy đều là như vậy, mất sạch niềm tin với triều đình. Cho nên người tội ác tày trời nhất định là phải nghiêm trị, người nước chảy bèo trôi lại phải đối đãi khác biệt. Ngoài lòng mà trong xiết, ngọn lửa này không dễ nắm vững đâu. Dương Lăng tĩnh lặng lại nói, kế hoạch một năm lập ở mùa xuân, sắp bắt đầu mùa xuân rồi, nông canh mã chính, thương nhân vận chuyển, hàng hóa vân vân đều sắp vận hành cả rồi. Bằng không những việc này đều ngừng lại, chúng ta thanh triều quan lại hủ bại, ngoại trừ được trầm trồ khen ngợi, đối với dân chúng không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào cả. Ngoài ra còn vấn đề làm sao trừng trị sau khi đã bắt những quan viên này nữa kìa. Áp giải đến kinh thành giao tam pháp ti xử phạt, nhất định sẽ lề mề. Những quan viên này một khi bại lộ việc ác, vu cáo cho nhau, liên lụy đến vô cùng, liên lụy qua lại không có chừng mực. Hơn nữa bắt bọn họ vào kinh thẩm vấn còn phải điều tra lấy chứng cứ, quan sứ tiến sứ không ngừng đi lại giữa hai nơi, chẳng những quấy rầy địa phương, hơn nữa sẽ khiến cho các nơi kinh hoàng, truyền tụng xôn xao, như vậy cũng không lợi cho việc chấn an địa phương kìa. Cho nên tao chuẩn bị góp lời với hoàng thượng ngay tại chỗ, nhanh chóng xử lý một cách giản lược để mau chóng bình ổn dân tâm và cục diện chính trị. Tống Tiểu Ái cong đôi mày liễu lên, vẫn là đánh đánh giết giết thoải mái hơn. Đại nhân chỉ là nói cho ti chức nghe, ti chức đã nhức đầu lắm rồi. Những việc này liên lụy quá nhiều, nơi này cũng e dè, nơi kia cũng lo lắng, nghe mà khó chịu. Dương Lăng bật cười ha ha nói, dẫn lửa thiêu thân, giận sẽ bị diệt sạch, thế nhưng da thịt của người cũng sẽ bị thương. Người cho rằng dựa vào một lòng nhiệt huyết giết sạch tham quan thì sẽ là chuyện tốt vì dân chưa hại ư?
chuyện phải giải quyết sau đó rất nhiều. Muốn khoét mụn độc cho người ta, người cũng phải chuẩn bị sẵn thuốc kim sang chứ. Băng vải, người cũng phải chuẩn bị sẵn rồi. Nếu không thì không đào mụn độc người ta lên thì còn có thể sống được. Để người lấy dao khoét mụn độc ra rồi, mụn đã được chữa khỏi thì người cũng xong luôn kìa. Việc này ấm không được, nóng không được, không dùng âm mưu quỷ kế được. Đại chính quốc gia, sinh kế bách tính, liên quan đến lợi ích thiết thật của tầng tầng chúng sinh, không giống với tranh chấp vũ lực, nhất định phải dùng thủ đoạn công chính ôn hòa. Phương pháp quang minh chính đại, làm theo thực tế kìa, mới có thể đạt được hiệu quả chân chính. Dương Lang suy nghĩ một chút rồi nói: quay về mời Hoa Thư Quan đến đây. Ông ta là quan viên bản địa, làm quan Thanh Liêm, lại quen thuộc với quan viên lớn nhỏ ở nơi này. Những hồ sơ này nhờ ông ta xem giúp ta. Khía cạnh, độ sâu của trừng phạt, ta cũng muốn nghe ý của ông ta kìa. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 166 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.